Một cuộc điều tra của CNN phát hiện ra rằng đặc vụ Ukraine có thể đứng đằng sau hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng dân quân được hãng quân sự tư nhân Wagner hậu thuẫn ở Sudan. Nếu đúng như vậy, điều đó cho thấy cuộc xung đột ở Ukraine đã lan ra khỏi biên giới nước này. Một nguồn tin quân sự Ukraine nói với CNN rằng đây là hoạt động của một đội quân không phải người Sudan. Khi được hỏi liệu Kiev có đứng sau những vụ tấn công đó hay không, nguồn tin chỉ nói rằng các lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể liên quan. Lực lượng hỗ trợ nhanh RSF được cho là đang nhận hỗ trợ từ Wagner, gần đây hứng nhiều cuộc tấn công trong nỗ lực chống lại quân đội Sudan để giành quyền kiểm soát đất nước. CNN cho biết họ không thể xác nhận độc lập khả năng Ukraine liên quan đến loạt tấn công, nhưng đoạn video mà hãng tin này thu được cho thấy dấu hiệu rõ ràng kiểu tấn công của Ukraine. Loại máy bay không người lái được Ukraine sử dụng rộng rãi đã tham gia ít nhất 8 cuộc tấn công vào RSF. Dòng chữ tiếng Ukraine được nhìn thấy trên bộ điều khiển máy bay. Theo các chuyên gia, kiểu dùng máy bay không người lái lao thẳng vào mục tiêu rất bất thường ở Sudan và cả châu Phi. Nếu đúng là đặc vụ Ukraine đứng sau những cuộc tấn công, điều này đánh dấu sự mở rộng đầy kịch tính và mang tính khiêu khích từ chiến trường Ukraine. Không chỉ tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, Ukraine đang huy động rất nhiều máy bay không người lái tấn công vào miền đông và miền nam nước này, nơi Nga đang kiểm soát. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Sudan cho biết ông không biết gì về hoạt động của Ukraine ở Sudan và không tin đó là sự thật. Nhiều quan chức Mỹ có vẻ cũng không biết và tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin nói rằng những cuộc tấn công như vậy ở Sudan có thể do lực lượng Ukraine tiến hành. Những video xen kẽ giữa góc nhìn của phi công, góc nhìn của máy bay không người lái, quan sát từ trên cao và bộ điều khiển cho thấy một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra ở trong và xung quanh Omdurman, một thành phố bên kia sông Nin, tính từ thủ đô Khartoum của Sudan, nơi đang là tâm điểm cuộc chiến giữa hai phe đối địch. Theo một nguồn tin cấp cao khác của Sudan, các cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Wagner tạo điều kiện cho một đoàn xe vũ khí lớn vào Sudan thông qua đơn vị đồn trú của RSF ở Anzorak ở phía tây nam, nơi gần biên giới với Chad. Quan chức này nói với CNN rằng nhiều phương tiện, trong đó có một số xe tải chở vũ khí của Wagner đến Zorak hôm 6 tháng 9. CNN cho biết họ thu được hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 100 phương tiện, bao gồm nhiều xe tải, đến Zorak cùng ngày. Hai nguồn tin từ Chad tiết lộ với CNN rằng đoàn xe đã đi qua nước này để vào Zorak. Nếu đúng như vậy, điều này cho thấy sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Nga và Wagner ở châu Phi bên cạnh nhiều quốc gia khác mà Wagner đã hiện diện như Mali, Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Libya. Wim Swedenborg, trưởng dự án giải trừ vũ khí nhân đạo tại PAX, một tổ chức hòa bình của Hà Lan, cho biết đây là lần đầu tiên những chiếc máy bay không người lái như vậy được quan sát thấy ở châu Phi. Chuyên gia về các công nghệ quân sự mới nổi này cho biết những máy bay không người lái lai vãng, FPV, như vậy lần đầu tiên được nhìn thấy ở châu Phi. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng sử dụng những máy bay không người lái như vậy ở Ukraine trong năm qua. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, Swedenborg nói rằng cả lực lượng Ukraine và Nga đều sử dụng FPV trang bị cho chúng súng phóng lựu, loại đạn có độ cơ động cao, chính xác như vậy đủ sức hạ gục một chiếc xe quân sự. Swedenborg cho biết máy bay không người lái trước đây được sử dụng để thả bom ở Ethiopia, Nigeria và Libya. Nhưng việc sử dụng máy bay không người lái thương mại gắn vũ khí và phát nổ khi va chạm là hiện tượng mới ở châu Phi. Một số cá nhân được nhìn thấy trong đoạn phim mặc trang phục địa phương và quần áo màu nhạt, giống với trang phục của binh lính RSF và lực lượng dân quân đồng minh. Khi cuộc xung đột với Nga tiếp diễn, Ukraine đề cao tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hợp tác với các quốc gia khác, bao gồm châu Phi. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba có 3 chuyến thăm đến lục địa đen trong năm ngoái, thăm hơn 10 quốc gia. Theo CNN, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.